Hello, chào tất cả anh em Anh em comment số 1 để chúng ta bắt đầu buổi học ngày hôm nay nào Đề ôn tập học kỳ 1 lớp 11 đề số 4 Phần 1, 18 câu trắc nghiệm ABCD Câu 1, sóng cơ được gọi là sóng dọc Khi các phần tử dao động trùng với phương truyền sóng Sóng ngang thì các phần tử dao động vuông góc với phương truyền Nhưng sóng dọc các phần tử dao động trùng phương truyền Câu 1, đáp án là B Tiếp theo câu thứ hai một vật dao động điều hòa khi đi từ biên dương đến biên âm thì gia tốc như thế nào? Biên dương là vị trí x bằng cộng a thì tại đây gia tốc sẽ min được chưa? bằng trừ omega bình a. Biên âm x bằng trừ a thì tại đây gia tốc của chúng ta sẽ mắc là omega bình a. Nên là đi từ biên dương đến biên âm tức là đi từ vị trí a min đến a mắc tức là gia tốc của chúng ta sẽ tăng được không? Nên câu 2 đáp án là C. Tiếp, câu số 3. Con lắc đơn có chiều dài không đổi, dao động với biên độ góc nhỏ, chu kỳ phụ thuộc vào đại lượng gì? Chu kỳ của chúng ta là T bằng 2 pi căn bậc 2 của L trên g là phụ thuộc vào chiều dài con lắc và gia tốc trọng trường tại nơi treo. Nhưng ở đây thì lại không có cái dữ kiện nào về chiều dài cũng như là gì các bạn nhỉ ớ ừ, uh, gia tốc trọng trường tại nơi treo ta sẽ biến đổi một chút đấy l chúng ta giữ nguyên g của chúng ta chính là p là trọng lượng chia cho m là khối lượng vậy tức là nó sẽ phụ thuộc vào tỉ số giữa trọng lượng và khối lượng hay là ngược lại cũng được là một phần g đúng không ạ là uh, tỉ số giữa khối lượng và trọng lượng thì cũng là một phần g đúng không ạ thì cũng hợp lý nhá câu 3 đáp án là c đấy chưa đây, nhầm câu 2 à? à, ở nhà A tăng ấy nhỉ <laughs> Amin mà đến A mắc thì phải là A tăng chứ nhỉ rồi câu 2 là D chính xác thế viết nhầm Min đến mắc là tăng được không rồi câu 3 là C nhá tức là người ta không cho G nhưng mà G thì chính lại là bằng M chia cho P tức là tỷ số giữa khối lượng và trọng lượng chính là G các bạn ạ được không ạ à? nên câu 3 sẽ là C tiếp câu số 4 pha dao động của chúng ta nó là một hàm bậc nhất của thời gian pha dao động là cái đại lượng bên trong hàm cốt này này là alpha bằng omega t cộng cho phi nó là nó là đại lượng bên trong hàm cốt và đó chính là hàm bậc nhất với thời gian nên câu 4 này của chúng ta đáp án là c để chưa bốn là c tiếp câu số 5 nếu chọn gốc tọa độ ô tại vị trí cân bằng thì gốc thời gian là lúc vật như thế nào ta có phương trình dao động x bằng a sin omega t sin omega t ta sẽ đổi cái này về hàm cốt là x bằng a cốt của omega t trừ cho pi chia cho hai được không ạ đấy từ sin về cốt ta trừ cho pi trên hai vậy tức là gốc thời gian được chọn là lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương của trục tọa độ vì pha ban đầu là trừ pi trên hai nên nó sẽ qua vị trí cân bằng theo chiều dương các bạn nhé pha âm thì là theo chiều dương còn pha dương thì là theo chiều âm Vậy thì câu này của chúng ta Năm là D nha Xong Nào câu số 6 Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vận tốc vào ly độ có dạng là gì Các bạn nhớ này Các cái đại lượng cùng pha Trong dao động điều hòa nhá Các đại lượng cùng pha Hoặc là ngược pha Thì đồ thị biểu diễn mối quan hệ Sẽ là một đoạn thẳng Sẽ là một đoạn thẳng Đấy và ta còn gặp các đại lượng vuông pha nữa Đấy chưa các đại lượng vuông pha của chúng ta sẽ có mối quan hệ đồ thị biểu diễn của nó là elip đấy chưa cùng pha ngược pha là đoạn thẳng và vuông pha thì là elip vậy thì câu số 6 này ly độ và vận tốc là hai đại lượng vuông pha thì sẽ là elip 6 là c tiếp câu số 7 nào trong sự truyền sóng cơ tần số dao động của một phần tử nơi có sóng truyền qua được gọi là tần số của sóng hay là chu kỳ của một phần tử nơi có sóng truyền qua được gọi là chu kỳ sóng biên độ của một phần tử nơi có sóng truyền qua cũng được gọi là biên độ sóng nha câu 7 đáp án c là chính xác câu số 8 phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dao động điều hòa cơ năng biến thiên là sai với dao động điều hòa cơ năng nó phải là một hằng số nên các bạn cứ nhìn thấy cái từ là cơ năng biến thiên là sai luôn thế năng biến thiên tuần hoàn nên cơ năng cũng biến thiên sai tiếp đấy chưa sai Cơ năng biến thiên cứ nhìn thấy cơ năng biến thiên là do chọn sai, cơ năng nó phải là không đổi, được không ạ? Cơ năng luôn không đổi dù động năng và biến dù động năng và thế năng biến thiên tuần hoàn đúng. Vậy thì câu 8 đáp án là D. Đáp án là D. Tiếp câu số 9, biên độ dao động của vật. Đây, biên độ dao động là 10 cm, còn quỹ đạo dao động sẽ dài 20 cm. Câu số 9 đáp án là A. Tiếp câu số 10, chu kỳ dao động của con lắc nào? Con lắc của chúng ta là con lắc lò xo so treo thẳng đứng, độ giãn của con lắc lò xo so tại vị trí cân bằng là delta l, nên chu kỳ con lắc lò xo so sẽ là T bằng 2 pi căn delta l chia g. Vậy thì câu 10 đáp án là B chính xác. Câu 10 là B chưa? Tiếp, câu số 11. Số dao động toàn phần mà vật thực hiện được trong mỗi giây, tức là phải đi tính tần số của nó. Định nghĩa tần số là gì? tần số là số dao động toàn phần vật thực hiện được trong mỗi giây Nào ta có được gia tốc A của chúng ta bằng trừ 400 pi bình nhân x được chưa mà gia tốc A của chúng ta bằng trừ omega bình x vậy từ đây ta suy được omega của chúng ta là bằng 20 pi omega bằng 20 pi thì tần số f của mình là bằng 10 hz nha vậy thì câu này đáp án là b tần số là 10 hz nên trong một giây thực hiện được 10 dao động toàn phần. Ok. Rồi, câu 11 đáp án là B. Nào tiếp câu 12 là cái câu này là gây nhiều đau thương và mất mát lắm đây này. Thầy nhớ không nhầm câu này đáp án nó là A, à, để chưa? <laughs> nó khó như sau này. <laughs> Người ta hỏi là nếu tăng chiều dài con lắc 25% thì chu kỳ dao động thay đổi như thế nào? Thì em phải nhớ biểu thức tính chu kỳ là T bằng 2 pi căn bậc 2 của L chia cho G. Vậy thì nếu như chiều dài mà tăng 25%, vậy tức là chiều dài lúc sau ấy nó sẽ ứng với lại là 125%. Bởi vì ban đầu là 100%, tăng 25% thì sẽ là ứng với 125% của ban đầu. Mà T của chúng ta này, là nó là nó tỷ lệ với căn bậc 2 của L nên sẽ phải là căn bậc 2 của 125%, được chưa? Đó. Rồi, bấm máy ra nhá căn 125%. Căn của 125%. Nó rơi vào bao nhiêu đây các em? 111,8%. Vậy T lúc sau là 111,8%, tức là T tăng lên 11,8%. Cái kỹ thuật tỉ lệ này thầy đã dạy các bạn rất nhiều ở trong các buổi học trước đây của thầy rồi, đúng không? Câu số 12 đáp án là A. Tiếp câu số 13. Một con lắc đơn có khối lượng m, dây treo có chiều dài 2 m, g bằng pi bình. Ngoại lực tuần hoàn, nếu như chu kỳ của ngoại lực tuần hoàn tăng từ 2 giây lên 4 giây thì biên độ dao động của vật sẽ làm sao? Thầy sẽ tính cái chu kỳ dao động của con lắc nha. Đấy chưa? Chu kỳ là t bằng 2 pi căn bậc 2 của l chia cho g. Đấy, pi và căn g triệt tiêu nên chu kỳ sẽ là 2 căn 2 giây hai căn 2 nó rơi vào khoảng là 2,8 giây. Được chưa? 2,8 giây. Eo sao mà nó xấu nhỉ. Được không ạ? Vậy thì chu kỳ của ngoại lực tăng từ 2 giây lên 4 giây, tức là có đi qua cái điểm chu kỳ riêng của con lắc. Nếu như chu kỳ của ngoại lực bằng chu kỳ riêng của con lắc thì lúc này cộng hưởng cơ xảy ra và biên độ sẽ là lớn nhất. Vậy thì tăng từ 2 giây lên 4 giây là nó sẽ có đi qua cái điểm 2,8 thì biên độ của con lắc nó sẽ tăng lên rồi giảm xuống, nó sẽ tăng cực đại ở cái điểm 2,8 và sau khi đi qua điểm 2,8 nó sẽ giảm xuống, được không ạ? À? Nên câu số 13 đáp án là C, được chưa? 13 là C nhá. Câu số 14, tại hai điểm A và B có hai nguồn cơ kết hợp, nguồn sóng cơ kết hợp Tại trung điểm, các phân tử nước dao động với biên độ cực đại thì chứng tỏ hai nguồn đấy là phải cùng pha với nhau. Hai nguồn cùng pha với nhau thì trung điểm sẽ dao động với biên độ cực đại. 14 là A. Tiếp tục nào. Câu này là phương trình liên hệ giữa vận tốc và gia tốc. V bình chia cho 640 cộng cho A bình chia cho bao nhiêu đây? 2,56 x 100 bình phương Bởi vì cái thằng A này Nó để đơn vị là mét trên dây bình Thế thì chúng ta cũng sẽ đưa về đơn vị cm trên dây bình Để giống với đơn vị này nha Rồi nó là nhân đến 100 bình thôi Là 25.600 Được không? Bằng số 1 Cái mẫu số này này chính là V mắc bình Được chưa? Thế sẽ có được là V mắc sẽ là căn của 640 Là bằng 8 căn 10 8 căn 10 Đấy cái này này nó sẽ là a mắc bình phương thì thầy căn ra thôi căn của cái này nhá căn là 160 trăm sáu chưa v mắc là bằng omega bình a a mắc a à, thầy viết nhầm v mắc là omega a a mắc là omega bình a từ đây thầy suy được a chưa thầy lấy bên trên bình phương chia bên dưới 8 căn 10 bình phương chia 160 là thầy ra được là A của thầy là bằng 4 cm. Rồi, Câu này đáp án C là chính xác. Nói chung đây là một biểu thức liên hệ giữa vận tốc mắc và gia tốc mắc. Được chưa? Mẫu số nó sẽ là V mắc bình và gia gia tốc mắc bình. Đó, ok và nó lừa cái chỗ đơn vị này. Em đổi cái này về đơn vị là gì nhỉ? cm trên dây bình bằng cách nhân cái mẫu số này nhân với 100 bình thế là xong nhá. Thế thôi nhưng cũng khó đấy. Nhìn vậy thôi, khó đấy nhá. Nào tiếp ta sang câu số 16 nào. Trong hệ thống sóng rừng mà hai đầu cố định thì bước sóng của chúng ta là khoảng cách giữa hai nút hoặc là hai bụng liên tiếp, đấy chưa? à đâu? không phải bằng hai lần khoảng cách như vậy chứ đúng không? một bước sóng cơ mà hai nút liên tiếp là cách nhau lambda chia cho hai, đúng không ạ? hai nút liên tiếp là cách nhau lambda chia cho hai, đó có đúng không? đúng không ạ? vậy thì để được một lambda thì nó phải là khoảng cách của hai bó liên tiếp Mới là đúng nha. Ở đây thì thầy sẽ xem nào. Hai lần khoảng cách. Đây, đáp án D này. Nó phải bằng hai lần khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng liên tiếp đây này. Khoảng cách giữa hai nút liên tiếp là lambda chia 2. Vậy thì hai lần khoảng cách này mới được một lambda. Nên câu này của chúng ta ấy phải chọn A là chính xác, nghe chưa? nhá. Đó. Cẩn thận lừa câu này ấy nha. Rồi. Tiếp câu số 17. Đồ thị của thế năng theo thời gian được cho như hình vẽ biên độ dao động của vật. Ở đây chúng ta có được là uh, chu kỳ của thế năng là 0,5 giây nhá. Đây này, đồ thị có sự lặp lại này hoặc là hai lần liên tiếp qua đỉnh chính là một chu kỳ. Chu kỳ của thế năng là 0,5 giây nhưng chu kỳ của thế năng chỉ là bằng một nửa chu kỳ của vật thôi nên chu kỳ của vật sẽ là bằng một giây từ đây ta có này chu kỳ của vật là một giây vậy thì omega là bằng 2 pi radian trên giây nhé chu kỳ của thế năng sẽ là một nửa chu kỳ của vật và thế năng cực đại là cơ năng chưa ở đây ta có cơ năng là 0,45 năm jun, chính là m omega bình a bình chia cho 2 từ đây ta tính ra được biên độ biên độ a bằng bao nhiêu nào bấm nhá 0,45 x 2 uh, chia cho 2 căn 10 bình phương căn tiếp ra A của chúng ta là bằng 15 cm 0,15 m và bằng 15 cm đúng rồi câu 17 đáp án này là C tiếp câu số 18 dụng cụ đo khối lượng trong một con tàu vũ trụ có cấu tạo của một chiếc ghế khối lượng m gắn với lò xo so, độ cứng 480 Newton trên để đo khối lượng của nhà du hành thì nhà du hành phải ngồi vào ghế rồi cho ghế dao động. Người ta đo được chu kỳ của ghế khi không có người là một giây, khi có nhà du hành là 2,5 giây. Khối lượng của nhà du hành là bao nhiêu? Thì chu kỳ có lắc lò xo so là T bằng 2P. Căn bậc 2 của M cộng cho M0. M0 là khối lượng của nhà du hành. M là khối lượng của ghế nhá K là bằng 480. Được chưa? À đó, khi có nhà du hành thì là 2,5 giây. Còn khi không có nhà du hành thì là một giây. Đây. M chia cho 480. Xong chưa? Từ đây em tính ra M trước là khối lượng của cái ghế, đúng không ạ? Nào. 1 uhm. chia cho 2 căn 10. Ok, bình phương nhân 480. Rồi, cái ghế này nặng 12 kg. Còn kéo lên trên đây M cộng M0 bằng bao nhiêu? Bấm máy tính thôi nha. 2,5 chia cho 2 căn 10 bình phương lên nhân cho 480. Rồi. Wow Thế có nhầm không nhỉ? Ở đây nhân 480. 2,5 chia 2 căn 10 bình phương nhân 480. Đây là ra được là 75 kg. Thế thì nhà du hành này của chúng ta là bằng bao nhiêu? 75 trừ cho 12. Nhà du hành nặng 63 kg nhá. Yeah. Vậy thì câu 18 đáp án là B. Xong chưa? Đơn giản nha. Ta sang phần tiếp theo, phần đúng sai. Nào. Phần này có 4 câu và đây cũng là phần mất điểm nhiều nhất của các bạn đây. Câu 1, xét tính đúng sai của các phát biểu sau. Dao động cơ học là chuyển động có giới hạn trong không gian, lặp đi lặp lại quanh một vị trí cân bằng xác định. Câu này đúng nha. Dao động tuần hoàn là trường hợp đặc biệt của dao động điều hòa. Sai. Dao động điều hòa là một trường hợp đặc biệt của tuần hoàn thì mới là đúng. Giống kiểu là hình vuông đấy là một trường hợp đặc biệt của hình chữ nhật thì là đúng chứ còn hình chữ nhật mà là trường hợp đặc biệt của hình vuông lại là sai thì dao động điều hòa nó giống kiểu hình vuông còn dao động tuần hoàn nó giống kiểu hình chữ nhật nó được ví như vậy đấy chưa nên nó phải là dao động điều hòa là trường hợp đặc biệt của dao động tuần hoàn mới là chính xác con này sai nhá rồi dao động điều hòa là dao động trong đó li độ được mô tả bằng một định luật dạng cosin hoặc sin theo thời gian đúng này con lắc lò xo so, khi bỏ qua ma sát có thể dao động điều hòa với tần số góc tỷ lệ thuận với độ cứng của lò xo so. tần số góc omega là tỷ lệ thuận với độ cứng của lò xo so. cái này nếu mà nói chính xác ấy là nó tỷ lệ thuận với độ cứng của lò xo so là đúng như thế này này để thầy phân biệt cho các bạn hai câu nói này này nó tỷ lệ thuận với K và tỷ lệ với căn K. Cái này là phân biệt hai câu nói này. Ở đây của chúng ta là omega bằng căn bậc 2 của K trên M. để chưa nhỉ? Nên nếu nói đúng nhé, nó phải là tỷ lệ với căn bậc 2 của độ cứng là chuẩn nhất để không bị bắt lỗi và soi mói gì chúng ta câu này nên chọn sai để chưa nó là tỷ lệ với căn bậc hai độ cứng của con lắc sai một câu là ta sẽ trừ đi 0,5 điểm nghe chưa cách thi mới của bộ là người ta trừ điểm như vậy nha tiếp câu số 2 xét tính đúng sai này chu kỳ dao động là t bằng 2 pi chia cho omega 2 pi chia pi thì chu kỳ là hai giây nên câu này của chúng ta là sai Đấy chưa? Tiếp, quỹ đạo dài 8 cm l bằng 2a bằng 8 cm. Rồi, câu này sai tiếp. Lúc t bằng 0, chất điểm chuyển động theo chiều âm, pha ban đầu của chúng ta mà dương, đấy chưa? Pha ban đầu mà dương thì vật sẽ chuyển động theo chiều âm, đúng. Tốc độ của chất điểm khi qua cân bằng là omega a là phải là 4 pi cm trên dây Đấy chưa? đúng nha tiếp câu số 3 nào xét tính đúng sai khi nói về sóng ngang sóng ngang truyền được trong chất rắn sóng dọc hay sóng ngang đều truyền được trong chất rắn nha rồi câu 2 đây là sai mà thầy à? à, ừ nhỉ sai mà nhỉ xây chọn chọn đúng nhỉ 4 pi cơ mà sai 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 ok ok nhìn nhầm Sóng ngang không truyền được trong chất lỏng và chất khí. Cái này đúng nhá sóng ngang là truyền trong chất rắn và bề mặt chất lỏng để chưa chứ không truyền trong chất lỏng và trong chất khí các phân tử dao động trùng với phương truyền sai với sóng ngang các phân tử dao động vuông góc với phương truyền sóng ngang không truyền được trong chân không đúng ok đúng đúng sai đúng tiếp câu số 4 <laughs> hệ thống treo của ô tô như hình bên là ứng dụng của lò xo so trong việc giảm sóc Độ cứng K bằng 75.000 Nm Một xe có 4 lò xo so như vậy Khi xe đứng yên Mỗi lò xo so bị nén 5cm Độ cứng của hệ 4 lò xo so mắc song song Nó sẽ là 75.000 Nhân cho 4 Khi các lò xo so giống nhau Mà ghép song song Thì độ cứng của nó là nhân lên Đấy chưa Đấy. Ví dụ là một lò xo so là K, bốn lò xo so của chúng ta giống hệt nhau thì khi ghép song song nó sẽ là độ cứng tương đương 4K, còn khi ghép nối tiếp sẽ là K chia cho 4. Ở đây là ghép song song nhá, được chưa? Ok. Thì ta nói rõ này, hệ bốn lò xo so ghép song song với nhau. Ở đây nó phải ra là 300.000 Newton. Được chưa? Đó, 300.000 Newton chia mét. Con này là sai nhá. Phần khối lượng đè lên hệ lò xo so là 1500 kg. Lò xo so của chúng ta bị nén bao nhiêu đây các bạn? Lò xo so của chúng ta bị nén 5 cm. Đây. Ờ vậy thì phần khối lượng đè lên là bao nhiêu? Thế đây. Ta coi như là hệ bốn lò xo so này là bị nén 5 cm, được không ạ? Thì um, khối lượng là P bằng lực đàn hồi, đúng không ạ? Đấy, bằng K nhân cho delta L nhưng cái K của chúng ta phải lấy là 300.000 nha. Được không ạ? 300.000 nhân cho 0,05 rồi là ra 15.000 kg xe này là 15 tấn Được. À, đây mới chỉ là P thôi rồi oh, sorry sorry đây là Newton đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi bà sao xe gì nặng thế xe này cần cẩu đúng không ạ Vậy thì P này còn bằng M nhân G nữa đúng không ạ nhầm 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 P còn bằng M nhân G nữa Thế suy được M của chúng ta là P chia G, G bằng 10 chưa? Là 1.500 kg. Xe này một tấn rưỡi. con này đúng nha. Đúng. Đúng rồi. Đây là Newton. P là trọng lượng. Ta tính là khối lượng nữa cơ. Nha. Rồi. Nếu coi cả hệ như một con lắc lò xo thì tần số riêng là 5 hét. Thế phải tính được cái thầy cái tần số F này bằng 1 phần 2 pi nhân cho căn bậc 2 của K chia cho M nhá. 1 phần 2 căn 10 Nhân với căn bậc 2 của 300.000 Chia cho 1.500 Rồi căn 5h Câu này sai Căn 5h các bạn ạ Căn 5h Sai nha Sai Tiếp Hệ có khả năng giảm sóc là dựa trên hiện tượng dao động tắt dần đúng rồi Chính xác ừ, Ứng dụng của cái giảm sóc Đấy là dựa trên cái hiện tượng dao động tắt dần của con lắc lò xo các bạn nhá rồi câu 4 của chúng ta là sai đúng sai đúng một cái câu này là một cái câu mô hình thực tế khá là hay đúng không ạ hợp lý nha rồi ta sang phần cuối nào phần đúng sai nào phần này nhanh thôi phần này nhanh thôi tương đối nhanh nào phần 3 phần 3 là 6 câu điền đáp án câu số 1 một dây đàn dài 40 cm tốc độ là 50 m trên một giây tần số âm cơ bản mà dây đàn phát ra tần số âm cơ bản là cái tần số mà để dây của chúng ta có một bó sóng như thế này để chưa vì dây đàn của chúng ta là hai đầu cố định chưa tần số âm cơ bản là tần số để gì nhỉ dây đàn có đúng một bó sóng lúc này chiều dài dây của chúng ta bằng lambda chia cho hai là một nửa bước sóng được không ạ thì mình sẽ có được là lambda trên hai bằng l chưa vậy suy ra lambda của chúng ta là bằng 2 l bằng 80 cm l bằng 40 mà thế thì có được ngay tần số f của chúng ta là bằng v chia cho lambda chính là v chia cho 2 l đấy chưa và đây cũng là công thức tính nhanh với hai đầu dây cố định tần số cơ bản là v trên 2 l được không ạ rồi 50 chia cho 80 v bằng 50 nhân 100 đã chia cho 80 10 à 62,5 hết ta phải đổi cái này về là 5 nghìn cm trên dây được chưa vậy sẽ ra sẽ ra là 62,5 hết nha đáp án này 62,5 hết xong chưa rồi tiếp câu số 2 một con lắc lò xo quả nặng 40g chu kỳ 2 giây nếu gắn thêm gia trọng 120g thì chu kỳ sẽ là bao nhiêu nào mình có được là t tỷ lệ với căn bậc 2 của m nên thầy sẽ có được là t1 chia cho T2 thì ban đầu là chỉ có 40 g thôi nhưng lúc sau của chúng ta sẽ là 40 cộng cho 120 được không? Từ đây thấy sẽ có được là T2 bằng bao nhiêu nào? Căn bậc 2 của 40 cộng 120 chia căn bậc 2 của 40 nhân cho 2 giây. Vậy thì đẹp đẽ luôn, chu kỳ của chúng ta là 4 giây. Ở ban đầu là 40 g, lúc sau là 160 g, tức là khối lượng tăng lên 4 lần khối lượng tăng lên 4 lần thì chu kỳ sẽ tăng lên 2 lần đúng không ạ thì chu kỳ ban đầu là 2 giây tăng 2 lần thành 4 giây quá hợp lý nha 4 câu số 3 nào một chất điểm dao động điều hòa khi chất điểm ở biên thì gia tốc của chúng ta là omega bình A bằng 36 khi chất điểm cách vị trí cân bằng 3 cm thì tốc độ của chúng ta đấy là omega nhân với căn bậc 2 của A bình trừ cho x bình bằng 3 căn 7 3 căn 7 nha thầy bình phương lên luôn nào là omega bình nhân với a bình trừ x bình là trừ cho 3 bình bằng 3 căn 7 rồi mà lại một với một phương trình bên trên nữa là omega bình a bằng 36 à quên chưa bình phương cái này lên 3 căn 7 mà bình phương lên là 63 Ê, thì từ đây ta ra biên độ thì nữa chia vế cho vế là ra được biên độ luôn chưa nhá x bình trừ 9 chia x bằng 63 phần 36 hết nào. A bằng mấy đây A bằng 4 đẹp luôn A bằng 4 cm rồi câu này ta chỉ việc áp dụng công thức vuông pha hay là công thức đầu lập thời gian giữa vận tốc và ly độ thế là xong khối lượng tăng 3 lần chứ thầy không tăng 4 lần em nha người ta bảo là treo thêm tức là ban đầu là 40g rồi treo thêm 120 thì thành 160 đấy chưa rồi tiếp câu 4 nào Câu 4 Câu sóng Anh em học sóng trên lớp chưa Trong một môi trường có sóng cơ lan truyền với tần số là 20 Hz Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền Ngược pha nhau hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền Ngược pha nhau Cách nhau lambda chia cho 2 Vậy từ đây ta có được lambda sẽ bằng 15 cm Xong Thế rồi Tốc độ truyền sóng trên dây là V bằng lambda nhân F 10 năm mà nhân cho 20 thì là bằng 300 300 cm trên dây tức là bằng 3 m trên dây Người ta hỏi là bằng bao nhiêu mét trên dây mà thì là 3 m trên dây Xong nha. Câu 4 là 3 nè. Câu 5 là Tần số dao động của vật là bao nhiêu? Thế thì câu này của chúng ta thì ta sẽ phải sử dụng kỹ thuật đối xứng. Thầy cũng dạy hết những này trong nhóm rồi. Đúng không ạ? Học VIP thì sẽ biết đây là dạng bài kỹ thuật đối xứng thì điểm này với điểm này đúng không ạ đấy nếu như các bạn cầm tay dùng tay ngón tay gọn che cái phần này đi thì nó sẽ là một cái phần đối xứng đúng không ạ phần nó có sự đối xứng như thế này thì trục đối xứng nó sẽ nằm ở chính giữa đấy và nằm chính giữa ở đây sẽ là 25 phần 36 được không chia một nửa ra thôi 25 phần 18 chia một nửa là 25 phần 36 25 phần 36 nó đang ở đáy 61 phần 36 nó đang ở đỉnh từ đáy đến đỉnh là một nửa chu kỳ thầy sẽ có được là t trên 2 chính là bằng 61 phần 36 trừ 25 phần 36 ok từ đây thầy có được chu kỳ t bằng bao nhiêu nào 61 phần 36 trừ 25 phần 36 nhân 2 thì chu kỳ là bằng 2 giây từ đây thầy có được tần số f bằng 1 chia cho t 1 chia 2 thì là 0,5 Hz. Ok Vậy câu này là 0,5 nha yeah. Xong Câu này xong chưa Câu này là dùng kỹ thuật đối xứng trên đồ thị Rồi Tiếp câu cuối cùng nào Một nhóm học sinh thực hiện xác định bước sóng bằng chùm laser Khoảng cách giữa hai khe là A bằng 0,15 mm Khoảng cách từ hai khe đến màn là 80 cm Tức là 0,8 m Ok Vị trí vân sáng vân tối được đánh dấu trên tờ giấy như hình vẽ. Dùng thước cặp đo khoảng cách L là 14 mm. À, từ đây, đến đây, đây đây là một khoảng vân này. 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 Vậy L của chúng ta là bằng 4i. 4i bằng 14 mm. Vậy từ đây ta suy ra y thôi. 14 chia 4 là bằng 3,5 mm. Rồi Vậy ta có được ngay lambda Lambda sẽ là AI chia D A là 0,15 Y là 3,5 D là 0,8 Xong Ok Bao nhiêu nanomet này? Nhân với uh, Số lẻ nhỉ các ông nhỉ Lẻ Lẻ kinh ý, đúng không 4I là đúng rồi 3,5 chấm chuẩn rồi Rồi đây là ra được 0,65 0,65 625 micromet còn ra nanomet nhân lên 100 lần nào ok Đã đâu nhân lên 1000 đi đây nanomet là 656 phẩy 25 để chưa nanomet ok thì người ta hỏi là bằng bao nhiêu nanomet thì làm tròn nhá 656,3 nanomet xong thì làm tròn lên cho nó đẹp kết thúc <laughs> kết thúc chào các em bye bye các bạn nha hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai ok rồi chào các em bye bye các bạn nha